Theo mục tiêu đặt ra, thì dự án tuyến metro số 2 Bến Thành - Tham Lương đến ngày 30 tháng 6 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn 6 quận tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng diện tích bị ảnh hưởng và thu hồi là hơn 251.000 m2. Thế nhưng tính đến đầu tháng 5 thì Ban Quản lý Đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh cho biết các dự án bồi thường hỗ trợ tái định cư trên địa bàn 6 quận mới chỉ hoàn thành thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án, đồng thời phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính bồi thường và hỗ trợ trừ quận 3. Đối với các quận còn lại hiện đã triển khai các thủ tục niêm yết, thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường cho từng hộ dân bị ảnh hưởng. Với tiến độ như trên, lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị đánh giá việc hoàn thành công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại dự án metro số 2 trước ngày 30 tháng 6 là không khả thi, khả năng sẽ kéo dài đến quý 4 năm nay.